Hey yo các pro trên kênh WZD Khang TV nha em ơi. Ok, tiếp tục quay lại những trận duo squad 2v4 mình với đồng đội mình nha em à. Hay là trời, kênh này thì Khang sẽ làm về mình với đồng đội mình 2v4 nha em ơi. Ok em ơi, anh em đầu video, anh em cho Khang một like và đừng quên cho Khang một đăng ký kênh nha. Ok, hôm nay đây Khang sẽ làm về một cái chủ đề không giống ai em mà. Đây Khang sẽ làm về ấy thử thách cầm riêng khẩu AUG, nói chung là cầm súng AUG thôi, nó mới cầm AUG để lấy tấm mộ mà không cầm súng gần luôn. Ê, nói chung là đầu game này mình cầm mấy khẩu súng này để mình bắn địch cái nè mà mình chiếm AUG sao nha em ơi, anh em không cảm nha anh em à. Nói chung là đầu game cầm súng gì bắn súng đó cái đã ấy, mà hồi mình kiếm AUG mình bắn sao anh em ơi, chứ đầu game mà không cầm súng mà chạy cơi còi nó bắn mình chết nha mà, đồng đội không cover mình kịp đâu ấy, đồng đội mình chửi mình ngu quá nha mà. Ok anh em ơi, hãy nhớ cho tôi Khang một like, đừng quên cho tôi Khang đăng ký kênh nha, nhớ ủng hộ mình nha anh em à. Ok ấy, để mà quên địch được, không quên địch được cái này, lú ra úi trời lâu rồi mình mới nhảy cái khu gì ta à, công trình nhưng mà khu công trình mà nó có thiên đường xanh đó, trời ơi cái khu này thì Khang rất là thích luôn anh em ơi. Đấy map đảo thế kỷ là khu này thì bắn ngon nhất, nhưng mà bắn đã nhất, lượm đồ cũng sướng nhất anh em ơi. Cái đấy tét cái đầu luôn rồi, dẫn mặt cái mày, trời ơi khẩu mà 70 bản xài thì bắn ngon anh em ơi, khẩu mà 70 bản xài nói chung là khẩu mấy bàn anh em ơi, có 187 luôn anh em ơi, trời ơi là trời, đấy chưa có khẩu AUG luôn trời. Đấy bắt đây Khang nãy giờ cầm mấy khẩu súng này bắn hoài nhưng mà ấy thôi, đúng rồi anh em, bắt đây Khang nãy giờ cầm mấy khẩu súng này bắn hoài, địch nào mà chưa nổi nữa mà. Ok, nãy giờ đây Khang đã 7-7-9 ngày để kiếm được khẩu AUG anh em ơi. Cái đây chú cầm AUG sấy luôn anh em ơi, cầm AUG bắn tầm gần anh em, tầm gần tầm xa thì Khang cân hết anh em à. Đấy tầm nào cũng chơi được hết. Đấy khẩu AUG 3 chip anh em mà, thấy thử để Khang test xem khẩu này có thể bắn tầm gần tầm xa được hay không. Đấy có thể chơi được hết tất cả mọi vị trí, không ai sấy. Ôi giời, sấy cũng khá là ngon anh em ơi. Từ anh em ơi, để mình lên 3 chip rồi đã, thì chẳng ai để Khang cầm ấy, nói chung là cầm AUG phải cầm combo dọc full nút bắn để mình test cầm gần anh em mà, chứ không có dọc full nút bắn tầm gần không lại mấy này đâu anh em ơi. Ok, lên xe di chuyển thôi anh em ơi, lên xe di chuyển thôi đồng đội. Đấy lên được một chip anh em ơi, bây giờ mình sẽ cố gắng giết kim địch để mình tăng thêm chip anh em ơi. Đấy con này lên 3 chip bắn xuyên giáp mà sướng lắm anh em ạ. Đấy cảm giác 3 chip bắn xuyên giáp với lại sát thương cao lắm anh em. Ok, di chuyển thôi. Đấy ơi, xe turbo qua những chặng đường nào. Mấy này còn ai chứ không? Mấy này nhát hết à. Đấy Khang cầm AUG đó nhưng mà ấy hồi kiếm thêm một cây nữa mới cầm xong AUG luôn. Đấy cầm hai khẩu AUG cho nó tăng sức mạnh anh em ạ. Ok, đây sau lưng cái tình luôn anh em, đông hơi đông đấy, tông mà nè, rồi bắn mà nè, chết chắc. Ok, nắp tiếp anh em ơi. Đấy lên được hai chip liền. Đấy lên được hai chip liền, ngon lành cầm đào liền. Ok, còn ai nữa không? Ngoài có tình anh em ơi. Mày chạy vô. Ok, bên trái anh em ơi. Sấy chạy đâu, xét cái đâu. Ui trời ui, ra đạn full đỏ. Sợ ơi, ok anh em ơi. Ấy mình cũng đã có ý định ngày rất là lâu rồi anh em ơi. Mình cũng đã có ý định cầm khẩu AUG này đi bắn riêng khẩu AUG này không cầm súng gần này rất là lâu rồi. Tại khẩu AUG này nó tốc độ bắn nó đã nhanh từ rất là lâu rồi nhưng mà tốc độ bắn với lại cái sát thương nó bắn rất là đã hồi xưa lắm rồi, lâu lắm rồi nhưng mà ấy từ khi mà cái khẩu AUG thời không tăng hai tốc bắn này nó ra skin đấy anh em à. Ấy lúc này là mình biết khẩu AUG nó bắn rất là phê rồi. Đấy thì bây giờ AUG ra thêm 3 chip tăng sát thương với lại xuyên giáp đó, cho nên là đi Khang cầm khẩu này test luôn anh em ơi. Ấy cầm khẩu này test khỏi cần cầm súng gần nữa mà. Đấy để coi như thế nào. Đấy thì bắn nó cả sướng hay không. Ok, lên xe di chuyển thôi. Đây đấy cầm đi Khang thấy không? Đi Khang cầm súng trường là cầm sật gân là cầm 40 cũng không khác gì nữa mà. Ấy chủ giờ chỉ có lên xe và kiếm địch và săn địch và bắn thôi anh em ơi, không khác gì cả anh em ơi. Đấy game là boss anh em ơi, xin một đối thủ, xin một cái đội luôn. Ơi gáy quá trời gáy rồi, bị nóc một cái chắc quê lắm anh em ơi. Ấy chú mà nè, sấy ui rồi ôi, full đỏ. Trời ơi, thằng địch chưa làm gì kịp luôn anh em ơi. Đã ơi, đây thêm một khẩu AUG kìa, để mình giết thằng dưới này cái đã anh em ơi. Để mình bắn dưới này cái đã. Ui giời, sấy táp nhấp luôn. Bên phải có địch nè. Ôi giời, không chết kìa. Ôi tùm lum hết trơn vậy. Ôi đặt keo hết rồi. Phi xe xuống chơi luôn anh em ạ. Phi xe xuống chơi luôn, chạy xuống luôn anh em ơi. Khỏi phi xe anh em ơi, phi xe hồi nó bắn bể xe mình chết thôi anh em ạ. Ổn chiếc xe mình anh em ơi. Ok, xuống luôn cầm AUG chơi tầm gần luôn, sợ gì bệnh gì mà cử anh em ạ. Ra đây solo không? Ê ok, đồng đội mình phi luôn anh em ạ. Đồng đội mình phi xe luôn thì mình cô qua đồng đội mình. Ai chạy đâu? gạt luôn. Xuống anh em ơi, đã quá trời ơi. Cầm khẩu AUG mà đi Khang dí như sật gân anh em ơi. Ai bên trái một cái thằng bơm máu nè. Bơm máu này té cái đầu luôn. Xuống thôi anh em ơi, đã quá anh em à. AUG tầm gần mà đi Khang bắn như súng trường anh em à, bắn như súng tiểu liên anh em à. Ok, phá keo lên công luôn nè. AUG công nhà anh em ơi. Đấy, cầm súng trường AUG công nhà luôn. Trời phá keo luôn, đục keo như cái máy luôn anh em à. Đây, lên luôn anh em ơi, lên luôn. Đấy, chà có trên đây hay không? Ừ nó chạy rồi anh em à, nó nhảy xuống rồi. Anh lấy xe chạy nè. Mày rồi xong, chết rồi xong rồi đã được.
chết rồi, lia luôn. Trời ơi, em bể chiếc xe qua mà ổn quải cái đạn chứ. Ơi hư chiếc xe rồi, Ok, bây giờ mình chạy chắc mình lội bộ mình qua mình lút chiếc xe lại anh em. Mình nhớ là ở trên kia có một chiếc xe nữa mà. Đấy, ở trên trên kia có thêm một chiếc xe nữa anh em. Ai ở chiếc xe Lamborghini nữa mà. Cho mình lấy chiếc xe này mình lên mình nhặt mình lên mình lượm chiếc xe Lamborghini mình chạy nữa mà. Đấy, 9 kêu luôn, 9 kêu luôn. Chỗ này mà ao gà mà chỗ này mà lượm được hai mấy kêu mới đỉnh anh em à. Đấy, phải chắc chắn chắc ăn phải lượm được hai mấy kêu rồi chứ sao mà không lượm được. Đấy, xe tao bon quanh chặng đường thôi. Coi coi, còn ai chứ không? Quên nhóc ơi, nhóc bác ơi, còn ai không? Trời ơi, đây. Ok, qua lượm chiếc xe Lamborghini nè mà. Đấy, cái con chiếc này em ơi. Đấy, chờ chiếc xe đậu ở đây mà nó không ai lượm hết trơn em ơi. Thấy mình thấy đa số anh em ít chạy xe lắm anh em à. Thật cực kỳ luôn, mình thấy đa số anh em trên map này ít chạy xe lắm. Một là anh em chỉ lấy xe anh em bị bắn á, anh em bị bắn xong anh em lấy xe anh em chạy thôi anh em à. Hai là anh em lấy xe hoặc là anh em lấy xe anh em chạy vô bo hoặc là anh em lấy xe chạy đi đâu đó đi chạy ra đồng đội thôi chứ mình thấy ít rất ít anh em lấy xe đi săn anh em. Ui trời ơi. Nó đã kìa, đạn nó đi ghim vô đầu kìa anh em à. À đáp dù hả? Ê bạn đáp dù đúng không? Để mình qua mình chăm sóc bạn nha. Ok, mình chăm sóc bạn bằng khẩu AUG 3 chip nha bạn ơi. Đâu chạy đâu rồi bạn? Ê sấy đầu nè. Ok ta keo nè. Ấy bạn thích solo không? Bạn cầm bạn. Trời ơi. Không thấy đường ngáp luôn mà. UMP mất tiêu luôn anh em ơi. Trời ơi, Khang cần một đối thủ anh em ơi. Cần một đối thủ xứng tầm để solo với khẩu AUG cái Đê Khang coi. Ok lên xe anh em ơi. Đấy tiếp tục di chuyển lên em ơi, di chuyển kiếm địch tiếp thôi. Ê bên trái mình có địch nha, bên trái nha. Ấy trời ơi, tông nè, rồi xuống sấy nè. Ê ê hai thằng. Hai thằng anh em ơi. Ui. Trời ơi, sấy. Ok lách vô. Ê sấy. Ok nóc anh em ơi, còn thằng trước mặt mình nè. À thằng này chết luôn rồi, đồng đội mình bắn nhanh quá anh em ơi, đồng đội mình nhanh quá. Ê đồng đội mình hay quá anh em ơi, trời ơi đồng đội mình bắn ghê quá. Ê ê nó bắn ở đâu vậy? Từ sau lưng. Ok kêu cứu cái đã anh em ơi. Ngoài bo nguy hiểm quá, quả này mình chỉ có thể lên xe mà chạy anh em ơi. Lên xe chạy vô bo luôn mà, chứ quả này mà đứng ở ngoài bo nguy hiểm lắm. Cái bo bên sông nó khó lắm nha anh em, cái bo đó anh em phải chạy vô liền nha. Có xe chạy thì quá là ok mà. Lên xe. Ê từ. Ok lên chở đồng đội anh em ơi. Rồi để đồng đội mình chở mình không yên tâm anh em à. Đây Đê Khang đó giờ Đê Khang chạy xe thôi anh em ơi, chứ Đê Khang chưa giờ để cho ai chạy đâu anh em. Ok di chuyển thôi, vô bo. Ê từ. Cái bo bên đó mình chạy qua cầu rồi em ơi, mình phải xuống đây cái đã. Ok mình phải xuống đây giao tranh. Ôi xuống đây giao tranh cái đã thấy mồi ngon phải xuống giao tranh cái đã. Ok gạt luôn. Ê nó kim tim anh mà. À mày ra đây lún cái đầu ra té cái đầu chết. Ui hên đấy. Ok anh niên thì hên đấy mà. Ok lưu đạn cái nào pha cấu máu nè, 73 máu nè, thêm một quả lưu đạn nữa là tóc luôn nè. Chết luôn rồi. Nóc luôn. À nó nhảy xuống anh em ơi. Chết. Ok trời. Ok chết luôn anh em ơi. Đấy còn thằng trên đây thôi. Đấy thằng trên đây thì mình công lên nhẹ nhàng anh em ơi. Công lên nhẹ nhàng lụm cái đầu thôi. Trời ơi, té cái đầu luôn. Chết luôn. Ủa nó trâu thế, nó có bắt tử đấy mà. Bắt tử cái gì? Cái đạn một viên vô đầu chết anh em ơi. Khẩu AUG này nó tăng xin giáp anh em. Anh em bắn vô đầu phê lắm anh em, bắn vô đầu đam cao lắm. Cho nên là anh em sấy anh em đè một viên vô đầu thôi nó chết rồi. Đây hai bên cầu kia bốn thằng anh em à. Ok bây giờ mình lấy xe mình chạy thôi, vô bo thôi. Quả này vô bo nha anh em, không bắn nhau nha anh em à. Vô bo thôi. Ấy vô bo hướng này luôn anh em à, mình đâm thẳng xuống ngay giữa cầu luôn anh em. Ấy đâm thẳng xuống giữa biển luôn, sợ gì anh em à. Bình như mà cử. Đây bên trái của thằng nè, cam bo nè. Ấy đi Khang nhìn mấy này cam bo. Cam bo là không thể nào mà không thể nào mà bỏ được anh em à. Ở đây trời cầm lộn cái đau anh em ơi. Trời cầm lộn cái đau chết luôn. Ok chết luôn. Ê, cầm lộn cái đau mất thời gian quá nhờ. Ê cha đồng đội mình bắn mà. Cái thằng này bắn đồng đội tao. Bắn đồng đội tao mày. Ghê đấy. Ok mình qua mình công luôn. Qua công luôn anh em ơi. Qua luôn bạn ơi. Trời ơi trời. Bình như mà cử anh em à. Ấy xe ta bo quanh chặng đường nè. Ê xuống chơi hầm cầu luôn, xuống hầm cầu chơi nó luôn anh em à. Ấy phi xe. Ấy kẹt xe rồi, chết rồi. Ôi. Chết rồi. Ok. Mệt quá mình lựa bộ luôn anh em à. Mình nhưng mà sợ anh em. Ấy cần nhưng mà chạy xe nữa. Ấy bây giờ là mình chân giữ mà mình chơi sấy luôn rồi. vừa lú ra thì Khang sấy à. Ảo ma được chứ. Vừa lú ra thì Khang sấy cũng chết rồi anh em à. Làm được gì đâu. À cái thằng này. Cái thằng trên nhà tao ghim nha. Đứng ngoài bo bắn hơi bị dữ đấy. Đứng ngoài bo bắn hơi bị nhiều rồi đấy nha. Ok, cứ trên đó bà bắn đi. Ok, test đồng đội, test cái đầu đồng đội mày nè. Bây giờ mày xuống đây. Xuống đây. Trời ơi, thách luôn á. Trời ơi, giỡn mà. Ê con đây em ơi. Từ rồi. Đây đi Khang cover được, yên tâm. Đây Khang tới đây. Ok, sấy nè rồi. Yếu lắm rồi em ơi. Một máu. 190 mấy máu rồi. Ê sấy ơi, cháu bò kìa. Chém đứt cái đầu luôn bây giờ nè.
À, ui, trời ơi, nó trâu rồi, nó đâu rồi, ê, bên dưới có địch đó em ơi, hai thằng luôn, ok, thằng này mới chết, ok, nó một rồi, còn thằng trước mặt mình đó nè, rồi, ok, đẩy vô, mày đẩy vô, solo không, trời ơi, chơi tầm gần mình luôn, sợ gì, cử, binh nhưng mà cử đó mà, ok, say, ok, hay quá, đồng đội ơi, trời ơi, mình chưa thể hiện được đồng đội, mình bắn chết luôn, nhưng mà hay quá, 18 kill rồi, còn có 4 thằng cuối thôi, đơn giản hiệu quả thôi, em ơi, trời, có gì khó hơn không nhờ, sao game dễ như vậy em, có gì đâu khó mà, nó dễ chứ, trời. Trời quá dễ luôn anh em ơi. Ok, đấy, 300 mấy viên đạn cuối bo chắc Lê Khang dùng 50 viên thôi là đủ giết 4 thằng cuối rồi. đây hai thằng anh em ơi. Ui thằng này đâu lại cái nào mà chạy cái gì? Chạy làm sao? Chạy cái gì đây? Cái đây. Ok, phá keo anh em ơi, phá keo luôn. À từ cái cục 3 thằng cuối đây con thằng này. Trời bắn không có gì để nói luôn anh em à. Nó chán thật sự anh em ơi. Chán gì trời, cái đạn chết, cái đạn giết địch, dễ chứ, không biết cái đúng không à. Trời, ok, trái mày còn thằng nữa nè. Mày cái đấy, giỡn mặt hả mày. Hai thằng cuối nữa mày, hàng cuối bên đây chắc luôn nữa mày. Rồi, nó bình góc khuất rồi nè. Mình thấy nó mới cứu nhau nè mà, nó bắn nhau nè mà. Ok, nóc ngọt nè mày, nóc, ok, chết rồi mày, rồi, còn thằng cuối thôi. Ra đây, ok, rồi, chết luôn cả. Ơi không ao gờ cái này thôi chứ nát hết game anh mà. Ok anh em ơi, mình cảm thấy cổ này nó bá đạo anh em ơi, cân được tầm xa tầm gần luôn anh em à. Ok, xem video nhớ like và đừng quên cho Lê Khang đăng ký kênh nha, ủng hộ kênh mới của Lê Khang anh em à. Anh em nào có nhu cầu mà sắm cho mình một cái con ạc ngon lành, anh em có thể vô banh nhắn tin cho banh bay của Lê Khang nha. Đấy, banh bay của mình nhớ nhắn tin và giao lưu Lê Khang anh em ơi, mình có ghi dưới phần mô tả đấy. Ok, ba anh em nha, chúc anh em chịu vẻ nha, mấy anh em chúc anh em buổi tối chứ, ba anh em nha.